nhà xem cái mặt hàng của mình đó là nó như thế này nè. Mang về 160 cây, 140 cây là 01 cho đến 08, 09. Còn 20 cây là kèm mã số 5. Mã số 5 là 10 cây, còn 501 là 10 cây. Mang về để báo mối cho những người mà muốn tìm bên đây nè. Mình cũng không mua nhiều, không mua nhiều lắm mà, tại vì mình có nhiều mình mua nhiều vậy đó. Cái mũi 16, 14. Mũi 14. Còn bên đây là mũi 16 nè. Mũi 16. Có nhiều loại lắm các bạn. Lấy cái giá supplier nó lấy cái giá hơi thấp, còn kèm nghĩa mình á bây giờ thì thật sự là ở Việt Nam họ bán rất là cao, cái giá rất là cao luôn, thì đem về đây bỏ mối người ta lấy mặt cái giá của mình, cho nên cũng không có lời nhiều đâu. Làm ăn bây giờ cũng khó khăn như ngày xưa nữa. Là kèm của mình là mua 140 cây đó các bạn coi. Nói chung ra là làm ăn dễ chăm cạnh tranh, không có lời lớn gì nhiều. Mình mua về, mua dùm cái mặt hàng á không lấy, mình ôm xô nó mình cũng mệt lắm nha mọi người. Cho nên mua hàng hóa thì mình cũng phải mua cái nào mọi người người ta nhận mình hả, mua lấy vô mình hả mua, chứ nếu mà những cái mặt hàng nào mà họ không lấy đó thì mình mang về mình sẽ ôm xô nó mà cũng mệt lắm nha. Nói chung ra thì làm ăn mà lúc đầu không biết cái mặt hàng nào thì mình hãy đi đến cái tiệm, tìm cái tiệm mà mình bỏ mối, mình phải hỏi người ta, ta cần lấy mặt hàng gì mình hãy lấy. Trưa nay mình cũng đi bỏ mối hết thế mà con không có để, còn những cái nào mà người ta không lấy thì để ra từ từ người ta sau này người ta cần người ta kêu mình. Nhưng mà ở Singapore cũng rất là nhiều tiệm bỏ mối lắm, không có sợ, không có sợ là ôm xô đâu. Tức là mình đi bỏ mối hết rồi, mình không có lấy nhiều đâu nha. Người ta có lấy không cho nên mình không dám mua nhiều, với lại cái số lượng mà mình lấy đó thì nhiều khi trong tiệm á họ cũng không đủ, mà họ cũng đi lấy cái bên những cái tiệm gần á, cái họ cũng đi lấy cái bên hôm bữa mình mua đó, thì trong tiệm này họ cũng không có đủ cho mình, đi kế bên tiệm cái bên đó mà lấy. Chứ thật sự ra là cái hàng mà mình mua đó họ cũng không có đủ cho mình, rồi họ tìm thêm cái những cái tiệm cái bên đó,
Thật sự ra Kiệm Nghĩa đó ở Sài Gòn nhiều lắm, ở quận 3. Quận 3, quận nhất nhiều lắm. Quận nhất thì có mấy tiệm mà. Còn quận 3 thì nó có nhiều tiệm. Mình đi máy bay về, mình mua đem, mình để trong thùng, cái thùng của mình. Hôm bữa mình mua mấy thùng. Nhưng mà bây giờ thì mình đi bỏ mối thì mình lại để vô trong cái vali, chứ mình không có để trong thùng. Trong thùng mình xách không nổi, nặng lắm. Cho nên những các sản phẩm gì đó mình mua mà mình để trong vali á nó tiện. Trong thùng ginh không có nổi. Nặng. Mình là phụ nữ mà. Mình ginh đâu có nổi. Hôm bữa mình đi chung với con mình ở nhà nó ginh chứ mình đâu ginh nổi. Đó, đi trong cái kiện qua đi. Nặng nè các bạn. Mình mua về mình bỏ mối, tại vì mình bỏ mối qua ở ở Singapore thì mình có làm qua, cho nên mình cũng không có sợ là ôm hàng đâu. Mình mua nhiêu thì mình đem đi bỏ mối hết nhiêu. Thì mọi người nếu mà có làm ăn thì mọi người hãy dọn cho kỹ cái hả mua. Thì mình cũng từng làm qua, mình cũng không có sợ là ôm hàng là ôm sâu gì hết á. Mọi người nhìn clip sau, bye bye.